Phi Nhung sẽ đối diện với mức phạt như thế nào sau lùm xùm giả chết. Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, thông tin ca sĩ Phi Nhung còn sống đã làm rúng động dư luận, khiến cộng đồng mạng nổ ra nhiều cuộc tranh cãi trái chiêu nhằm bảo vệ ca sĩ Phi Nhung. Sau sự việc này thì Bộ Công an đã ngay lập tức vào cuộc và đã có một buổi triệu tập gấp ca sĩ Phi Nhung. Tuy nhiên, phía gia đình Phi Nhung cũng như quản lý vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức hay có bất cứ thông báo nào đến với toàn thể truyền thông và báo chí. Theo bộ công an cho biết, việc giả chết là có dấu hiệu gian dối. Tuy nhiên, hành vi tổ chức đám tàn giả nhằm mục đích gì, có cấu thành tội lừa đảo hay không thì chưa thể khẳng định được. Cơ quan chức năng cần làm rõ để có hướng xử lý phù hợp, bởi còn phải căn cứ mục đích, ý thức của người tổ chức đám tàn giả. Vậy nên phía bộ công an hiện vẫn chưa có thông báo chính thức về sự việc này của Phi Nhung. Trước đó, ca sĩ Phi Nhung liên tục được cho là đang điều trị tại Mỹ và cái chết chỉ là màn kịch dư luận vì trước đó có rất nhiều luồng tin sai lệch ảnh hưởng tới cô thông tin này khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng cụ thể gần đây có nhiều thông tin trên mạng được xác thực rằng ca sĩ phi nhung thực chất vẫn còn sống và được đưa về mỹ nhưng cô không còn là ca sĩ nữa cô sẽ tự giã nghề nghiệp vì có quá nhiều lùm xùm dư luận oan ức trước đó ngoài ra chúng tôi cũng nhận được thông tin từ một người giấu tên tại mỹ cho biết đây thực chất chỉ là một cú lừa chuyện ca sĩ phi nhung mất đến chuyện tang lễ và hỏa táng Tất cả chỉ là dàn dựng từ một kịch bản có sẵn, chưa biết độ xác thật thông tin này và có chính xác hay không, nhưng những thông tin mới nhất từ người nhà và quản lý của Phi Nhung được chúng tôi kết nối lại, nhưng nhận lại là câu trả lời tôi không biết. Theo như chúng tôi suy đoán chắc rằng câu chuyện này có điều gì đó mờ ám. Quay trở lại gần 2 tháng trước đây ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19, được các bác sĩ hàng đầu Việt Nam cũng như các thiết bị y tế cao cấp tiên tiến nhất để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung mọi thông tin chính xác vào thời điểm đó được xem như cực kỳ quý hiếm bởi vì theo thông tin từ bác sĩ bệnh viện chợ rẫy cho biết tình hình sức khỏe của phi nhung được bệnh viện giấu kín chỉ cho nghệ sĩ việt hương biết ngoài ra không ai được biết thông tin này đặc biệt là chi tiết về tình hình của ca sĩ phi nhung hiện tại thì những thông tin về ca sĩ phi nhung trên liệu có chính xác hay không hãy cùng chúng tôi đón chờ những tin tức mới nhất trong những bản tin sau